Vâng, em Quốc Hùng, âm thanh Bình Định xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay ở clip này em sẽ test cái con Yamaha BC2002M. Rồi thì hôm nay đối gió chút nha anh em. Thì mời anh em thưởng thức âm thanh của con này trước. Thưởng thức cái thể loại nhạc nhạc trẻ nha anh em. Hôm nay test nhạc trẻ cho nó vui đi. Test nhạc vàng bolero nhiều thì nó hơi buồn buồn tí, thì hôm nay anh em đối gió chút nha. Rồi thì mời anh em thưởng thức âm thanh trước rồi em sẽ giới thiệu nó. Thì con này em đã có chú nha nè, thì em xin em sẽ test hoạt động nó cho bác chú xem luôn. Rồi mời anh em thưởng thức âm thanh nó nha. Với ca khúc là đang hot hiện nay nha anh em, Trúc Sinh. Vâng, thì anh em vừa nghe qua một
và bài hát và sự thể hiện của cái con bao Yamaha BC202M này nha. Chất âm của nó rất là cực kỳ là mịn màng và cực kỳ hay nha nè. Anh em vừa cái dòng bao này thì anh em vừa karaoke gia đình và vừa kết hợp nghe nhạc rất là ok luôn. À, anh em bản chất của nó thì chất âm nó nếu mà đánh direct qua cái con bao này thì nó rất là mộc nha anh em, rất là mộc mạc và chi tiết luôn. À, anh em nghe nhạc vàng bolero rất là hợp. Anh em có thể ghép thêm một cái con vang để karaoke gia đình và hoặc là một con EQ. Đó, hoặc là con ghép thêm free để phần rề để anh em nghe nhạc nó được hay hơn. Rồi thì đi vào cái clip hôm nay thì em xin phép test cái con bao hoạt động của con bao Yamaha này để gửi đến anh Trung nha, anh Trung ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì kèm theo cái con bao Yamaha BC202 là một bộ dây tín hiệu, dây thương hiệu của Mỹ và đầu XLO mã vàng 4K nha nè. Đó. Kèm theo cho anh và kèm theo cái bộ trong bánh này là một bộ rác xéo lì cho anh kết nối dễ dàng hơn. Rồi giờ thì em sẽ test hoạt động, test cái hoạt động của nó cho anh em cho cũng như là bác anh Trung có xem video thì anh em anh vào xem sản phẩm của mình. Đó. Tất cả nghiêng riêng nha, không sơn tút gì lại hết nha. Đó. Nghiêng bán luôn. Rồi em sẽ quay một vòng ngoài mặt mũi nó cho anh em xem nha. Rồi đây nắp lưng của nó rồi. Rồi giờ thì em sẽ test hoạt động của nó cho anh em xem luôn. Đó, test hết nha anh em. Test nguồn luôn nha. Rồi giờ em sẽ bật nguồn lên nha anh em. Nguồn lên. Rồi relay đã nháy nè, relay là bật rồi nha. Đó, giờ em sẽ mở kênh A. Kênh A thì đồng hồ vu bên trái đối diện của mình nè, đối diện này thì nó sẽ nháy nè. À, lò bên trái nó sẽ hát nè. Đó. Đó là đèn nháy, đó, rất đẹp luôn. Đó. Rồi sẽ tắt đi. Đó. Tập B. Đó. Rồi giờ thì hai lo luôn nha em. Để view quá rất là đẹp nha em, rất là đẹp, rất là tinh tế luôn. Đó. Cái dòng này thì anh em tích hợp trưng bày rất là đẹp nha, trưng bày rất là đẹp luôn. Màu đen huyền thoại, rất là huyền bí và gấu. À, tất cả nó là phê nhôm hết nha nè, phê nhôm hết. Và cái chiếc bao Yamaha này là sản phẩm thứ 6 của cái lô Yamaha vừa mới vừa bên em tuần trước. Con này là con thứ 6 nha, để gửi đi phần để phục vụ cho các bác nha. Đó. Rồi sẽ quay qua bên này cho anh em xem luôn. Thì con này nó chạy 16 con sò xanh ken anh em. Quế như một quế nó là 8 con, đó là 4 con này. Em vặn nó lại. Đó, 4 con này. Mã nó là 116 nha nè. Một bên là 116 và một bên là 607. 607. Dòng này thì nó có hai đời cho nên một đời là chạy sò Mexico, chạy sò Mexico đó, và một đời là chạy Sanken nè, thì anh em là phải nhầm lẫn. Em sẽ quay mặt sau cho anh em xem luôn. Đó.
Thì sau này thì nó có hiệu là Yamaha, điện 100V nha anh em, điện 100V, công suất là 350W. Còn số seri của máy này là 1065 nha, để anh Trung căn cứ vào số seri máy mà nhận hàng giúp em nha. Đó, Make in Japan. Đó, chậm lô. Tất cả hoạt động ok và rất là đẹp luôn. Dính shop nha nè, dính shop nó kẹt nè. Rất là đẹp nha. Này là chế độ chơi Stealth Mono. Đó. Thì khi sản phẩm đây thì em sẽ kèm theo hai cái deck 6 ly này cho anh em nha. Anh em nào mà muốn chơi cái deck Canon này, ba lăng này, anh em chơi đầu ba lăng thì anh em gạt cái nút này qua nha. Thì em đang chơi đầu ba lăng. Còn anh em nào chơi deck 6 ly thì anh em gạt cái nút này qua nha. Đây, gạt qua này thì nó sẽ chơi được deck 6 ly. Còn chế độ Stealth Mono thì anh em nhớ qua chế độ Stealth chơi chắc âm nó sẽ hay hơn nha. Này là cầu chì của nó. Đó, cầu chì nó như này. Rồi, thì nó chỉ có ngồi sau nó thì chỉ có như vậy thôi. Số seri đó là 1065 thì anh Trung có theo dõi video thì căn cứ vào số seri mình nặng máy giúp em nha. Con này thì nghiêng bán cực kỳ đẹp nha. Đây, ruột gan nó như này. Đó, ruột gan nó sexy sân tròn luôn, rất là đẹp. Cực kỳ đẹp nha. Hiện tại thì bên em cũng còn những sản phẩm Yamaha BC2020. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua hai số điện thoại là 0363648707 và 0799459. Và tất cả đã hoạt động ok. Giờ thì em sẽ đóng hàng và sớm ngày mai đầu tuần em sẽ gửi hàng để phục vụ các bác. Đó. Và điều đặc biệt là những sản phẩm bên em phục vụ cho anh em được các anh em khen ngợi rất là nhiều. Đó. Và những cái lời khen ngợi đó cũng tạo động lực cho Quốc Hùng có những cái sản phẩm cực chất, cực đẹp và giá cả hợp lý để cho anh em chơi. Rồi, chào tạm biệt anh em và hẹn anh em ở clip sau.